Chào tất cả các bác nha. Hôm nay em thanh lý pin 36V của ZOB. Thế là 36V là pin chết. Thanh lý cho các bác về mình lấy xeo, mình đóng pin nhỏ nha. Cái này nó máy nó pin nó chết rồi, các bác về phải có cái máy kích pin lên nha. Thì các bác nào mình chuyên về ngành pin thì mình hãng lấy. Giá của cái cục pin này là 200.000 một cục, của nó là 5.0. Pin 5.0, đây là có 8 cục thì tùy các bác lấy cục nào được đấy. Lấy 8 cũng được, lấy 1 cục cũng được thì tùy. Còn có 8 cục giá 200.000 một cục. Và đây thì còn có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ở đây thì em có 14 cục 2.6. 2.6 là pin chết, cũng là pin chết thôi. Giá của nó cũng 200.000 một cục, tùy các bác đấy. Đây là 14 cục. Kia là 8 cục và 5.0. Còn cái này là 14 cục 2.6. Cũng 200.000 một cục thôi, thì tùy các bác lấy bao nhiêu cục thì các bác báo nhá. Và đây là pin của AEG 2.0. Bác nào chơi đẳng cấp hơn thì mình nên lấy cục pin 4.0 của AEG 58V. Thế này, cục pin 58V này nó có gồm 28 cell. ZOB thì còn có 20 cell thôi, còn cái này nó 58 thì nó lên được 28 cell 2 chấm. Cái này là pin 4 chấm nha. Thì cục pin ở bên trong của nó là được 2 chấm. Một khối của nó là 4.0. Đây thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cũng 14 cục AEG 58V. Nói chung là cái này thì cái này nó có cái nó có đèn và có cái nó mất đèn. Thì có cái nó có đèn, có cái nó mất đèn. Cái pin này thì các bác về mình có máy kích thì nó ngon, tại vì cái pin của chất lượng của AEG lúc nào nó cũng khác. Ở đây tất cả nó còn có 14 cục pin, 14 cục. Thì cái bác nào mà lấy hết thì em giảm cho một chút, giá của nó là 700.000 một cục. Còn cái nào mua lẻ 1, 2 cục, 5, 7 cục, 10 cục gì đó thì giá của nó là 700. Còn bác nào mà lấy hết được cái lô này thì em giảm cho một chút cà phê thôi. Thì bác nào mình nhắm mình lấy được hết thì mình lấy, mà không thì mình lấy 1, 2 cục cũng được. Giá của nó là 700.000 một cục. Pin nói chung là nó cũng đây, sản xuất 2019 này. Toàn bộ pin nó cũng mới đét rồi mà nó lỗi. 2017 này, 18 này. Nói chung là nó tùm lum hết các bác nha. 16, 17 thì nó có đèn, 18, 19 lín đèn luôn. Thì tùy cái này thì em không có bán theo ngày tháng năm sinh của, tại vì nó pin chết mà. Thì bác nào lấy được cục nào thì báo nhé. Giá của nó là 700.000 một cục. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ điện thoại cửa hàng là 0922 400 500.
Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.